Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình thiệu các bạn tham gia một chiến để góp nhận 0.002 top cần có gọi là BIC các bạn. Một top cần này đã lấy trên sàn chất swap hay các bạn. Với giá là gần 60 đô cho một top cần các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mở ra món start chat chatbot này các bạn. Rồi, nhiệm vụ các bạn lướt cấp tra các bạn. NH NURG bỏ đi qua, bỏ cặp trai này khó quá. Này là F U H T H U. Rồi bạn gỡ chính xác quá. Rồi. Mình sẽ nhận được 0.02 tập cần của khoảng 3 đô các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue đã list sàn chuột swap này bạn và ban cái key swap các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn son kênh gấp nha các bạn. Bạn son xào view khá là ngon các bạn. Rồi bạn mới đáp lại. Tiếp tục các bạn follow tờ Twitter Live và tờ Witbot nha các bạn. Trên tờ Twitter các bạn theo dõi nè. Like các bạn copy hashtag này đi các bạn. Thôi đi các bạn like và tờ Wit luôn đi các bạn. Các bạn test lại nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại nè. Rồi các bạn bấm vào submit tên. Rồi các bạn xôn xào kênh group mang xem rồi. Các bạn bấm done. Tiếp tục like và tờ quiz. Tiếp tục các bạn gửi lại đường link profile tờ Twitter của mình. Thì các bạn mở tờ Twitter của mình ra nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba cái bên cùng. Nhấp vào một hồ sơ. Các bạn nhấp vào ba cái bên cùng. Nhấp vào chia sẻ. Rồi các bạn sẽ chết liên kết tờ Twitter mình nha các bạn. Các bạn bắt đáp lên nè. Nhiệm vụ khá là đơn giản luôn các bạn. Rồi các bạn gửi lại cho bot nè. Tiếp tục con gọi địa chỉ binbi smart chain bet 20 thì các bạn mở địa chỉ chocolate mình ra nè. Các bạn sao chép địa chỉ binbi nè. Các bạn có thể dùng địa chỉ ETH trên MetaMask hoặc là dùng với binbi smart chain trên với Sapiban các bạn gọi cho bot nè. Rồi các bạn bằng subscribe kênh join vào kênh này rubber lock bot nè, các bạn bấm done nè. Rồi hỏi bằng follow tờ Twitter account retweet hay rất chưa thì mình đã kiểm tra lại thật bạn theo dõi này các bạn. Rồi các bạn lướt xuống các bạn tìm cái bài các bạn đã bài nào đó ta. Rồi cái bài này các bạn like này các bạn tờ tweet là bài viết của nó các bạn, bài drop của nó nè. Rồi bạn bấm set nè. Tiếp tục các bạn lên ghép chia sẻ trong bè cho người thân để kiếm thêm thuốc cần nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 0.002 thuốc cần BIC đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.